Vâng, xin chào toàn thể anh em đã đến với kênh của Lìn Phạm Audio. Và hôm nay shop tiếp tục lại gửi cho anh em đến một bộ combo sản phẩm của Bow, đó chính là model 321 CD3. Thì đây là một model có thể nói là rất là hay ở trong cái tầm giá để anh em có thể trải nghiệm. Và vì sao nó gọi là combo? Vì đơn giản 321 nó là một bộ tích hợp hết tất cả, từ dây dẫn đến súp rồi đến giải mã, cũng như là hai loa tay phía bên trên em đang để. Thì 321 CD3 là một combo rất là hay ở trong cái tầm tiền để anh em có thể trải nghiệm. Hiện tại giá thị trường đã bán ra mức giá là 7 triệu rưỡi đến hơn 8 triệu. Nhưng cũng xin thưa với anh em là 321 hiện tại đang shop đang về với số lượng là 100 bộ, hơn 100 bộ. Đó, thế nên là mức giá của shop em đưa ra rất là tốt. Có thể là nói hơi quá là phá giá thị trường, là em đang nên biết với mức giá là 5 triệu 8 một bộ cho tất cả anh em có thể trải nghiệm dòng model này. Với đầy đủ hết full phụ kiện. Phụ kiện của 321 gồm những gì? Nó chính là một cục súp đi theo bộ nhá. Thứ hai là một đầu giải mã, một đầu giải mã kim CD luôn, cũng như là tích hợp rất nhiều những cái tính năng có thể kết nối từ cái đầu giải mã này ra anh em có thể chơi. Thứ ba là một khiển zin đi theo bộ. Và thứ tư là hai loa tay. Đó. Hai loa tay có một trái một phải, cũng như là toàn bộ dây dẫn, dây dắt đều là dây zin hết của Bow. Nó về rất là đồng bộ. Đây em sẽ quay dây dợ cho anh em xem. Nó hơi lằng ngoằng một chút nhưng mà rất gồm 3 dây kết nối này, đầy đủ hết. Thì combo này với cái chất âm có thể là mang lại cho anh em rất là hay khi mà anh em có thể nghe ở trên những cái hệ thống như là thay cho loa TV này, đó, loa center, hay là trực tiếp là nghe nhạc trên hệ thống CD cũng rất là tốt, như cái đoạn video em vừa có thể nghe cho anh em trải nghiệm, và lát nữa em sẽ mở full để anh em nghe. Thì với cái tình trạng hàng về đẹp trên 90%, và đây là toàn bộ là vỏ bãi zin 100% luôn anh em nhé, chưa qua sờ vai dọn dẹp gì cả, và chỉ có lau bụi thôi. Đó, anh em nhìn tình trạng hàng về rất là đẹp từ cái mặt của cái đầu giải mã này. Đó, anh em nhìn chất lượng hàng chọn ở bên em này, 100 bộ gần như là ít những cái bộ nào mà về nó bị chảy xước nhiều. Nó sẽ có chảy xước nhưng không nhiều. Đó, và nó đánh giá nguyên về chất lượng hiện trạng. Đó, rất là đẹp. Mặc dù giá hợp lý nhưng mà không phải giá hợp lý mà là hàng rẻ anh em nhé. Đều là hàng chọn ở bên em hết. Và em sẽ quay thêm cái tem mác của cái bộ này. 321 sẽ có CD2, CD3. Thì CD3 là CD hết số rồi. Đó. Anh em xem ở đây, phía đáy của cái cục giải mã này sẽ là tem, và nó sẽ có Bow 321 CD3 Media Center, và phía dưới sẽ là CD của nó và kết hợp DVD. Phía sau cục súp này cũng sẽ có một cái tem nữa, tem cho cục súp riêng. Đó, em sẽ check ở đây, 321 CD3. Thì nó là một bộ loa, thế nên là nó tích hợp rất nhiều những cái thứ ở trên này, cũng như là chất âm, để mà trong cái tầm tiền hơn 5 triệu, gần 6 triệu thôi, để anh em sở hữu thì em khẳng định là vô địch trong tầm giá luôn. Với kể cả những cái bộ, ví dụ anh em mua những cặp loa của em như là 301 CD4 chẳng hạn, nhưng mà anh em phải thêm cả đồ đánh nữa, ví dụ như là âm ly gì, nghe nhạc như thế nào, hát như thế nào, thì loanh quanh cũng phải hơn 10 triệu. Nhưng mà đây là một bộ loa, thế nên là anh em không phải mua thêm âm ly gì cả. Về chỉ có cắm điện này, cắm tín hiệu vào là nghe, bật nhạc nghe luôn. Thế nên là nó rất là thích hợp cho những anh em nào ngại cắm rút nhiều, hay là ngại phải mua thêm âm ly, mua loa rồi nhưng mà lại không có âm ly để đánh. Đấy, không phải lăn tăn gì cả. Đó, chỉ cần mua bộ loa 321 CD3 này về là có thể trải nghiệm ngay được chất âm rất là hay của Bow. Và hàng này là hàng Mexico và được ship từ Mỹ về anh em nhé. Đó, chứ không phải ship hàng Nhật, đây là ship từ Mỹ về. Đó, nên là chất lượng sản phẩm cũng rất là ok. Và bảo hành cho anh em toàn bộ về tình trạng hàng này. Bên em bao test cho anh em một tuần này, tất cả tính năng này, hoạt động ok hết này. Là cái thứ nhất, thứ hai là tình trạng hàng phải bao zin cho em toàn bộ tuyệt đối sản phẩm. Và cái thứ ba
đó chính là toàn bộ combo em đã quay ở đây, những cái gì em đọc và đầy đủ hết là sẽ gửi cho anh em trọn bộ chứ không thiếu một cái gì cả. Đó, anh em yên tâm về cái vấn đề hàng chất lượng hàng bên em. Thì em sẽ quay một đoạn video để anh em có thể test và trải nghiệm về chất âm của dòng loa này. Tôi ở đơn vị xa, đã lâu không về nhà. Khu chiến từng quen tên, khu nằm trên trần tuyến, xuân chân ngoài ven biên. Thư muốn gửi về, chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư. Anh biết mình lo, ngày đó CD3. Và với combo em nhắc lại một lần nữa, với cái giá rất là tốt trên thị trường 5.8 triệu cho một bộ, gồm đầy đủ tất cả các phụ kiện đi kèm, thì anh em có thể sở hữu ngay combo này. Và hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0908 325 777, và có địa chỉ tại 463 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình. Xin chào và xin gặp lại toàn thể anh em.